Thức Hoài xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay Thức Hoài có một cái sản phẩm giày nữ cao cấp nhất để giới thiệu cho tất cả các anh chị em. Thì các anh, các chị vào xem video mà thấy video của Nguyễn Thức thấy hay thì nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh và cho lời bình luận bên dưới. Đấy, thế chia sẻ cho mọi người cùng được trải nghiệm những sản phẩm cao cấp nhất. Thì hôm nay mời tất cả các anh chị em vào xem sản phẩm nhá. Đây. Đấy, sản phẩm đẹp không ạ? Nhìn dáng có tuyệt không? Rất đẹp. Thứ nhất là nhất dáng. Đấy, nhất dáng. Nhất dáng nhìn da. Đấy, da đẹp không ạ? Đấy, thứ ba đến kỹ thuật. Các anh chị nhìn thấy cái đường ép kỹ thuật có đẹp không ạ? Nào. Cái đường này nó thẳng căng, nó không có ngoằn ngoèo, không có thừa keo nhá. Đấy, và cái đường mũi này, các anh chị nhìn thấy đường mũi có nhãn nhụi không? Nhãn nhụi bóng loáng luôn. Đấy, thường thường những cái đường chiết này đấy, người ta chiết ẩu bao giờ nó cũng có cái gồ ghề. Thế nhưng mà hàng xịn thì không bao giờ có. Còn bao giờ mà các anh chị muốn kiểm tra sản phẩm đấy, đầu tiên để một sản phẩm không bị đi đau hai cái măng chân này, thì các anh chị thò cái ngón tay này vào, vuốt cho em một cái vào bên trong này. Đấy, khi mình vuốt vào bên trong này mình cảm thấy là không có một cái đường gồ ghề nào. Đấy, cái đường gồ nó làm cho chúng ta đau chân. Và cái đường nót này cũng thế. Các anh chị nhớ là vuốt một cái thấy cái đường nót này nó thẳng căng, nó rất là đẹp. Đấy, nó không có bị gồ ghề. Nhất là kể cả cái gót này cũng thế. Các anh chị cứ vuốt cho em một cái này. Đấy, đúng không? Thế thì nó sẽ không thấy có một cái đường gồ ghề nào, không tạo cho tất cả các anh chị một cái cảm giác cọ sát vào chân. Nó cọ vào chân nó rất đau. Tiếp theo nữa thì các anh chị cầm ngang cái bàn chân này, các anh chị nắc cho em. Khi mà các anh chị nắc cái này không cảm thấy nó rung thì đấy là một cái giày nó làm một cái kẹp ở đây, kẹp V tới đây. Đấy, nó bắn một cái đinh U vào đây rất là chắc. Đấy, còn có những trường hợp thì người ta hà nằm lấy nhanh thì người ta sẽ bắn bằng đinh vít, người ta kẹp hai bên thì nó rất rung. Hoặc là cái cây kẹp này nó là kẹp đẻo. Đấy, nó sẽ không chắc. Thì chúng ta đi cái giày mà nó bị rung thì không khác gì các anh chị bước xuống như một cái thuyền nan nhỏ. Thì nó cảm giác như là mình bị cứ đò đưa, rất là sợ ngã. Cho nên các anh chị không đi được những cái giày cao nào, lý do là bị cái kẹp này nó rung. Đúng không ạ? Thế thì các anh chị làm đúng theo như cái hướng dẫn của Nguyễn Thức đã hướng dẫn cho tất cả các anh chị. Còn nếu anh chị nào mà muốn tin tưởng Nguyễn Thức để mua những sản phẩm của siêu thị giày dép Thức Hoài thì hãy gọi điện lại cho chúng tôi số điện thoại 0983 681 256 và 0846868636. Hai số này chúng tôi đều có Zalo, Facebook để cho kết bạn cùng bốn phương tư vấn cho tất cả các anh chị. Còn cái sản phẩm này thì nó có mã số của nó là 560 nhá. Các anh chị nhớ nhá, mã số trên mã vạch là 560. Đấy, 560. Anh chị nào muốn mua sản phẩm này nhắn tin cho tôi mã 560. Đấy, và có mã số mã vạch, các anh chị được quyền kiểm tra và test thử tại nhà. Khi các anh chị test thử tại nhà ưng ý thì các anh chị mới nhận hàng. Đấy, thế còn những cái số điện thoại mà chúng tôi đã đăng lên trên video này thì các anh chị có thể kết bạn và trao đổi. Đấy, có thể là các anh chị xem bằng video trực tiếp qua Facebook hoặc Zalo Messenger đều được hết. Chúng tôi chỉ có hai cái số này để trao đổi với khách hàng. Thế còn khi các anh chị nhận hàng, các anh chị kiểm tra tất cả các chi tiết. Nếu như mà sản phẩm có bất cứ một cái lỗi nhỏ nào, các anh chị có thể là không nhận hàng nhé, và trả lại cho shop, không mất bất kỳ một cái loại chi phí nào, kể cả từ chi phí ship nhé. Đấy, thì Thương Hoài sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị như thế. Và các anh chị có quyền thử chân tại nhà nhé. Khi thử chân tại nhà, các anh chị nhớ là đi trong nền nhà đá hoa sạch. Còn nếu nền nhà không sạch, các anh chị nót cho mình một tờ giấy. Và trước khi thử, các anh chị đeo hộ mình một cái tất nót ra chân. Đi các anh chị cảm thấy sản phẩm không đau chân thì chúng ta mới phải thanh toán. Trong quá trình thanh toán thì các anh chị vẫn có quyền bảo hành. Bảo hành đổi mới trong thời gian 30 ngày. Nếu sản phẩm bị lỗi bất kỳ một cái lỗi nhỏ nào, chúng tôi sẽ đổi lại sản phẩm ngay cho tất cả các anh chị